Dạ, kính chào quý cô chú anh chị em. Thì hôm nay xin gửi đến quý cô chú anh chị em mình xem tham khảo một căn nhà, một trệt, một lửng. Thì căn nhà này đang tọa lạc ở khu vực Bình Phó A, phường Long Tiền, quận Bình Thủy, thành phố Cần Thơ. Thì đây là mặt tiền phía trước của căn nhà ha. Nhà thì đã qua sử dụng một thời gian thì cũng đã xuống cấp nè. Cái này nếu mua về sơn sửa lại ở mới được. Thì hướng này sẽ đi về chợ Phố Thọ, phường Long Tiền, lộ 40m ra Đại học Y Dược đồ hướng này luôn ha. Khoảng 3km là tới Đại học Y Dược. Còn nếu Đại học FPT thì cũng khoảng 3km thì về tới Đại học FPT. Lộ trước nhà lộ 6m. Quay về hướng này xuống hướng đông. Hướng này sẽ đi ra cầu Bình Thủy 3, đường Nguyễn Văn Linh, đi thẳng ra trung tâm quận Bình Thủy đường này luôn nha. Thì nhà này trước lộ hậu là sông. Diện tích bề ngang 3m8, chiều dài 12, thực tế thì nó gần 20, chiều dài 20. Trên giấy hiện thời thì 3m8, dài 12. Cửa thì 4 cánh, phòng khách phía trước. Thì nhà này về sơn sửa lại. Có cái lửng ở trên ha. Phòng khách thì cũng rất rộng rãi. Dán gạch lên phòng khách, dán gạch lên 1m3. Điện nước đầy đủ ha. Có một phòng ngủ ở tầng trệt. Cái gác trên thì nguyên cái gác chống ở trên nha. Phòng ngủ thì cũng dán gạch lên 1m2. Và mình xử lý sơn lại cái này thì nhà mới lại ha. Những cửa rồi vô. Thì ra phía sau. Đây thì không gian bếp ở phía sau ha. Không gian bếp và nhà vệ sinh. Phía sau là hậu là xong luôn. Đó, bếp thì ở đây, cầu thang thì ngay chỗ này là đi lên trên gác. Cái gác trên đó ha, nguyên cái gác từ đây ra trước có thể ngăn ra làm hai phòng được luôn. Đây là nhà vệ sinh ở phía sau. Còn đây là cái phía sau. Sông nước mát mẻ luôn. Đây bao mát luôn á. Sông nước mát rượi luôn ha. Nguyên dãy này là nhà dày không ha. Thì pháp lý là cây lâu năm. Giá bán dao động khoảng 820 triệu sở hữu ngay. Căn nhà một trệt một lửng, đường lộ 6m. Quay về hướng đông. 820 triệu sở hữu ngay nha. Quý cô chú anh chị nào quan tâm thì đến coi thực tế căn nhà. Khi vừa ý thì gặp chủ mình thương lượng mua bán ha. Thì chút xíu sẽ chạy cái đường về lộ 40m Phố Thọ cho quý cô chú anh chị mình xem. Đây nhà cửa rất đông đúc luôn. Đó thì nhà một trệt một lầu nó. Từ vị trí nhà sẽ chạy ra hướng chợ Phố Thọ cho quý chú anh chị em mình xem. Hướng này đi thẳng ra chợ Phố Thọ, còn hướng này sẽ đi ra cầu Bình Thủy 3 khoảng gần 1km nha. Hướng này ra chợ Phố Thọ ra đường 40m thì khoảng 1km, thì để chạy ra cho quý chú anh chị em mình xem tham khảo cái đường đi. Thì nếu có gió ồ ồ với cô chú anh chị em mình bật cái tiếng gió xuống nha. Hai bên đường thì nhà cũng rất là đông.
Nếu chạy xe với tốc độ 40 km/h thì chạy khoảng 2 phút là tới chợ rồi. Đây là tới, bắt đầu tới chợ rồi. Đi ra tới Đại học Y Dược thì chưa tới đây 10 phút nữa là tới Đại học Y Dược rồi. Đây là khu chợ Phú Thọ ha. Thì chạy thẳng luôn á thì ra bệnh viện Nhi Đồng, còn ra lộ quẹo trái thì đi theo lộ 40 m thì ra Đại học Y Dược. Chợ Phú Thọ nè, chợ Phú Thọ nè, không đây ngã ba ngã tư đường nhất trên chợ Dường. Đây nếu mà ra tới đây là tới lộ 40 m nè, quẹo qua bên đây là ra Đại học Y Dược lộ 40 m ha. Còn đi theo bờ kè này thì sẽ đi ra Đại học FPT, Bệnh viện Nhi Đồng, phố Cần Thơ, đường Nguyễn Văn Cừ. Rồi cảm ơn, xin chào, hẹn gặp lại những video sau.